Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Đồ Gỗ Văn 6. Và trong video lần này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về việc đi lắp một kệ tivi làm bằng gỗ hương đá và bộ bàn trang điểm. Quý vị cùng theo dõi. Và dịp Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của người Việt Nam cũng đã gần đến, rất gần rồi. Quý vị hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ với Đồ Gỗ Văn 6 để được mua cho mình những món đồ gỗ về để trưng bày và sử dụng đón Tết. Và vị khách mua bộ kệ tivi này cũng có địa chỉ tại Phổ Yên. Và hãy cùng theo chân Đồ Gỗ Văn 6 đến tại nhà của vị khách hàng này nha. Hình ảnh cây đa sân đình, hình ảnh quen thuộc của người dân Việt Nam. Và đây chính là nhà của vị khách hàng đã mua đồ của trung tâm Đồ Gỗ Văn 6. Vị khách hàng này chuyên làm chậu cây cảnh bằng bê tông. Những chậu cây cảnh cũng được thiết kế rất là đẹp. Nghệ thuật bonsai cây cảnh cũng là đam mê của rất là nhiều người Việt Nam. Kệ tivi này được khách hàng lựa chọn để thay thế cho một kệ tivi cũ đã sử dụng lâu năm. Và mời quý vị cùng tham quan không gian trong nhà của vị khách hàng này. Đồ Gỗ Văn 6 rất vui và hạnh phúc khi được quý khách tin tưởng mua ủng hộ sản phẩm để Đồ Gỗ Văn 6 được đi giao hàng và lắp đặt tận nơi đến cho gia đình quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.